B2 bán 23 đi hai cơ gieo ngày nào vậy? What the hell? Mọi người đã trở lại với kênh Quỳnh Thủy Tinh Vlog của mình ha, nơi mà các bạn có thể cập nhật được những thông tin về hoa Tết. Thì hôm nay thì mình sẽ tập trung mình trả lời câu hỏi cho những bạn đã bình luận trong kênh của mình về cái chủ đề là trồng bông vạn thọ cũng như là hướng dương cũng như là màu gà nha mọi người ha. Thì có một bạn tên là Níu Kéo OK nè, bạn này bạn hỏi mình về cái vạn thọ ban mai. Thì bạn này bạn hỏi mình là vạn thọ ban mai phun thuốc héo xanh vạn cớm có được hay không? Thì đối với vạn thọ ban mai các bạn thì mình có thể là mình phun cái thuốc vạn cớm là OK nha các bạn ha, nó không hề ảnh hưởng nha. Và mình cũng đã trả lời bình luận bạn này ở trong cái phần bình luận rồi. Rồi tiếp tục là một bạn tên là Oanh Kha 8130 ha. Bạn này bạn hỏi mình là bông hướng dương có ngắt ngọn hay không. Thì là bông hướng dương của mình là mình không có ngắt ngọn nha các bạn ha. Nếu như là bạn ngắt ngọn thì bông của mình là nó sẽ bị nở trễ nha. Và lưu ý nha, và cái thời gian mình ươm cái hướng dương đối với cái hướng dương mà 90 ngày thì mình sẽ gieo vào cái lối là 24 hoặc là 25 tháng 9. Còn đối với cái hướng dương mà 75 ngày thì mình sẽ gieo vào cái bữa là 10 tháng 10 âm lịch nha các bạn ha. Và cái hướng dương mà 48 ngày thì mình sẽ gieo vào bữa là 12 tây tháng 11 âm lịch. Thì đó là cái khoảng thời gian để mình ươm cái hướng dương ha. Mình chia sẻ cho bạn là ba cái khung thời gian thôi. Hiện tại là trong cái thời điểm này thì mình nên, nếu như là có trồng hướng dương thì mình sẽ trồng hướng dương lùn nha các bạn ha. Chỉ có 48 ngày thôi là OK nha bạn ha. Rồi tiếp tục là mình sẽ trả lời cho một bạn tên là Thuận Trần ha. Bạn này bạn hỏi mình là bạn trồng 50 chậu chơi Tết, bạn tưới cái phân đáp thì ngâm khoảng bao nhiêu phân là đủ? Thì ở đây thì mọi người có thể là ngâm khoảng đâu là 2 kg phân là đủ rồi nha. Tại vì khi mà cây của mình mà nó lớn rồi các bạn, thì bạn có thể là bạn sử dụng cái phân hóa học là được nha. Một anh tên là Phong Hoa Vàng, anh này anh hỏi mình là dạng thọ 46A một cây thì mình gieo ngày nào? Thì đối với cái 46A thì nó cũng giống như những cái giống dạng thọ khác thôi, thì mình sẽ gieo vào cuối tháng 10 nha anh ha. Khoảng đầu là 24-25 tháng 10 thì mình sẽ gieo nha. Rồi tiếp tục là một anh tên là Đêm Nay Không Nắng, anh này anh hỏi mình là anh cho hỏi là trồng dạng thọ ở trong chậu để trên nền xi măng có ổn hay không. Thì đối với mà để trên nền xi măng thì mình sẽ không có bón lót được cái phân ở dưới cái đất chậu ha, thì nó cũng được chứ không phải là không được nha. Tại vì mình trồng với số lượng ít mà, còn trồng với số lượng nhiều thì chúng ta nên để ở dưới đất hơn, tại vì mình sẽ lót cái đất chậu. Chị tên là ông Nguyễn ha, chị này chị hỏi mình là xịt sâu cho hoa màu gà khi mà nó đang ra bông có được hay không. Thì nếu như là chúng ta sử dụng những cái dòng thuốc dạng cớm, dạng bột thì mình xịt được nha. Còn đối với dạng nhũ dầu thì chúng ta là nên hạn chế. Rồi tiếp tục là một anh này là có cái nickname là NY9X nè. Anh hỏi là anh vui lòng cho em hỏi đồng vàng 4546 gieo ngày nào để kịp Tết 2024, em ở Ninh Thuận. Thì bạn cứ gieo vào cái lối là 24 hoặc là tới 27 tháng 10 âm lịch thì bạn gieo trong cái khoảng đó là được. Và cái cách bấm ngọn là nó mới quan trọng. Ví dụ như là bạn canh nó khoảng đầu 6 cặp lá bạn bấm nha, đi một cơi là được nha. Cái thời gian mình chia sẻ cho bạn là đi một cơi. Còn những anh chị mà gieo sớm là người ta đi hai cơi nha bạn ha. Rồi bạn Tình Trần 1990, giống vạn thọ T55 chừng nào ươm được vậy bạn? Thì ở trong cái này thì mình cũng có chia sẻ là 25 tháng 10 nha. Thì mình chia sẻ cho những anh chị nào mà trồng cùng cái mã là T55 thì anh chị có thể là tham khảo. Rồi một bạn tên là Trần Thanh Hoa ha, B2 bán 23 đi hai cơ gieo ngày nào vậy? Thì đối với mà những bạn mà bán 23 thường là mình đi một cơ là mình sẽ gieo bữa là 17 ha. Còn nếu như mà đi hai cơ thì chúng ta sẽ gieo sớm hơn nha, khoảng đâu là 12 tháng 10 âm lịch là bạn có thể là bạn gieo nha. Bạn gieo là bạn gieo cái lối đó là bạn đi hai cơ, bạn bán bữa 23 nha. Đó thì đó là mình chia sẻ cho mọi người như vậy. Rồi một bạn ở Đắk Lắk nè, bạn này bạn hỏi mình cho mình hỏi mình ở Đắk Lắk ươm thời gian nào cho đúng Tết. Thì đối với Đắk Lắk các bạn thời gian thì nó sẽ lạnh hơn. Thì do đó thì khoảng đầu cái lối 20 là các bạn có thể là bạn gieo được rồi, 20 tháng 10 âm lịch nha bạn ha. Rồi để mình coi tiếp tục câu hỏi nha các bạn ha, tại vì rất là nhiều câu hỏi luôn, tại vì chúng mình đang coi cái tổng quát của kênh mọi người. Một bạn hỏi mình là bên mình có bán hạt giống không, là mình sẽ không có bán hạt giống nha bạn nha. Rồi cho hỏi cái dạng thọ Pháp gieo ngày nào? Thì đối với cái dạng thọ Pháp của mình thì nó cũng gieo trùng ngày đối với những cái dạng cái giống như là Hoàng Gia, Rồng Vàng, FVM của mình nha bạn ha. Có điều thì nó sẽ có một số mã là nó sẽ đi cơi nụ, nó sẽ không có đi cơi đọt nha. Cái mã mà đi cơi nụ là cái mã là 140 của FVM, mình hay trồng cái mã đó, mình chia sẻ cho mọi người. Rồi một bạn tên là Quốc Thái nè, bạn này mà hỏi mình anh ơi cho em hỏi
xịt sâu lên cây vạn thọ bằng gừng ớt tỏi có sao không anh? Thì khi mà cây của mình mà nó đã bấm ngọn rồi thì mình có thể mình sử dụng cái thuốc sinh học đó để mình xịt nha. Còn khi mà cây của mình mà nó còn nhỏ rồi các bạn, mà các bạn xịt mà cây nó không có chịu được cái độ nóng của cái tỏi với ớt á, thì nó sẽ bị vàng lá bà, nó cháy lá ha. Mà nếu trong cái trường hợp mà nó bị vàng lá và nó cháy lá thì bạn có thể là bạn sử dụng thằng Atonit hoặc là thằng cơm cát để bạn dưỡng nó lại nha, bạn Quốc Thái nha. Rồi anh là Bùi Quốc Ký nè, anh hỏi mình á, khi đặt cây con vào chậu bao nhiêu ngày thì mình mới tưới phân đồng lọt? Thì khi á các bạn mà khi mà mình ra chậu á thì khoảng đâu là 5 ngày sau thì mình có thể là mình tưới phân cho nó được rồi ha. Nhưng mà ở cái thời gian này cây của mình cũng còn rất yếu, nó khoảng đâu là 20 ngày tuổi thôi, thì chúng ta có thể là sử dụng thằng phân đáp hoặc là đạm cá hồi ha, hoặc là phân bánh dầu là được nha. Thì đó là vậy nha. Rồi một bạn là Lê Thị Minh Ngọc cho mình hỏi hoa màu gà bữa nay mình sao ươm sao nó mình để mình đọc lại câu hỏi ha. Cho mình hỏi hoa màu gà búa tại sao ươm cây lên màu đỏ. Thì màu gà búa là cái cây nó lên màu đỏ nha bạn ha. Rồi bạn Kiến Hào nè, camera Kiến Hào gì nè, hôm nay em ươm hướng dương luôn. Rồi anh thấy trời se se lạnh thì bạn cứ ươm ha. Nếu như là bạn thấy trời lạnh thì bạn có thể bận ươm sớm xíu, tại vì hướng dương của mình các bạn thì nó cũng khó tàn, nó là vậy nha. Rồi một bạn tên là Sương Thu nè, bạn này mới hỏi mình á, mình muốn trồng vạn thọ cổ lùng, vậy mình mua cái loại nào? Thì bạn có thể là bạn mua là Mekong 08 hoặc là Mekong 09 nha. Nó là giống thuộc cổ lùng. Giống cổ lùng các bạn là nó khoảng đâu cái nụ của nó, cái đọt của nó khoảng đâu là bằng một lóng tay của mình thôi là nó đã ra hoa rồi. Còn những cái giống mà cao lỡ thì nó sẽ cao một khúc ha, nó rất là dễ bị gãy cổ bông luôn. Đó thì chia sẻ với mọi người vậy. Rồi anh Phong Đỗ nè, B2 B3 đồng vàng ươm cùng ngày có được hay không em? Thì là được nha anh ha. Em cũng đã trả lời cho anh. Rồi anh Tiền Phạm nè, anh này ảnh chuyên gia, ảnh like cho mình ha, mình cảm ơn ảnh nha. Rồi Sương Thu nè, mình trồng dạng thổ lùng nhưng không biết giống nào gieo bông đẹp. Thì dạng thổ lùng thì gieo 06 nè, 06 của đồng vàng rất là đẹp nha, nó thuộc là vàng chanh nhị xanh á, nhưng mà trồng trên chậu là đẹp như chị ha. Còn trồng ở dưới đất mà bán 23 á, người ta không biết, người ta sử dụng cái nước giếng mình tưới lên thì nó sẽ không có hay, nó hay bị hư cái bộ rễ lắm. Rồi một anh là có cái nickname là ZZ6B nè, hỏi là ngày mấy mình ươm dạng thổ lùng Thái em. Thì ở đây thì đối với mà dạng thổ lùng của Thái thì mình gieo vào cuối tháng 10 nha. Câu hỏi này trùng nha. Rồi bán 23 Tết ươm ngày mấy? Một anh hỏi trùng nữa nè. Thì gieo bữa 17 tháng 10 âm lịch nha anh. Gieo rồi bữa đó mình bán 23 đó. Có nhiều câu hỏi trùng quá, mình xin phép mình bỏ qua nha. Rồi cho mình học, anh cho em hỏi giống dạng thọ bông to. Nếu mà bông to thì bạn nên chọn của Thế Giới Hoa đi ha. Nó đường kính nó lên tới là 13cm luôn á. Giống nào đa số nó cũng là từ 13cm. Chỉ có cái dạng thọ trắng nó chỉ có là 5-6cm thôi. Rồi một bạn tên là Lê Hữu, bạn hỏi mình là bón phân dê cho dạng thọ có được hay không. Bón phân dê là phân dê của mình là nó đã quay mục rồi thì mình mới bón nha anh ha. Mà khi mà cây của mình mà nó đã bấm ngọn rồi á thì mới bón được, còn nhỏ thì đừng nên bón. Rồi một bạn tên là Lục Bình Tím hỏi mình á, phân hữu cơ là phân gì? Phân hữu cơ là phân bánh dầu cũng như là phân đạm cá ha. Đó thì mình đề xuất cho bạn hai cái loại đó, còn thực chất thì nó còn nhiều loại khác nữa. Rồi một bạn tên là Quốc Trung hay gì nè, em ở miền Trung trời se lạnh, hướng dẫn cho em ngày mấy âm lịch để trồng dạng thọ. Miền Trung nếu đi một cơi ha thì gieo bữa 19 đi, mình gieo sớm một tuần nha bạn ha. Đi một cơi thôi, còn đi hai cơi thì phải gieo sớm nữa. Rồi một anh bạn tên là Minh Toàn ha, mình xịt ngừa cho dạng thọ thái lùng bằng Alies hoặc Dirumin có được hay không? Và mấy ngày mình xịt một lần là được nha bạn ha. Thằng Alies với thằng Dirumin là được, nhưng mà nó khác ở chỗ á, thằng Dirumin thì mình cộng thuốc được, còn thằng Alies thì nó sẽ không có cộng thuốc được. Nhưng mà thằng Dirumin thì nó sẽ không có xịt được ở trên dạng thọ ban mai ha. Và thông thường là 7 ngày mình sẽ xịt phòng cho nó là một lần nha anh ha. Vậy là ok nha. Rồi một bạn hỏi 23 ươm ngày mấy chú nữa nè. Thì bữa 17 tháng 10 nha. Rồi thì bây giờ thì mình xin được tạm dừng video ha. Thì các bạn hãy bình luận trong cái video này, thì rảnh thì mình sẽ tổng hợp là những cái câu hỏi nào mà cần thiết á để mình trả lời cho mọi người nha. Chứ mà mình nhắn tin mình hay trả lời trong đây các bạn nó rất là lâu, do đó là mình làm video như vậy mình trả lời cho nó nhanh nha các bạn ha. Rồi mình mến chào tất cả các bạn.